Phải nói rằng đai đệt bụng là vật dụng mà đại đa số chị em phụ nữ thường sử dụng đúng không Lan Nhi? Vâng, đúng là như vậy Quang Huy ạ. Và đa phần thì hầu như ai, mỗi người sẽ có một cái ạ. Thế nhưng Lan Nhi và tất cả quý vị biết không mà sử dụng đai đệt bụng có thể sẽ có những hệ lụy khôn lường, thậm chí là rất nguy hiểm. Cụ thể như thế nào xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Đai đệt bụng được rao bán khắp các trang mạng xã hội với những công dụng được quảng cáo thần kỳ như thế này: giúp giảm mỡ, eo thon thẳng lưng, tôn dáng vòng ba, nâng cơ vòng một, dễ dàng sử dụng, thao tác nhanh gọn, đáp ứng được các nhu cầu cần thiết của chị em. Đủ giá bán vài trăm ngàn đồng, thậm chí là vài triệu đồng cho một sản phẩm đai nịt bụng. Không tiếc tiền cũng chẳng bận tâm đến hậu quả, rất nhiều chị em phụ nữ đã tin tưởng ưu tiên sử dụng đai nịt bụng hơn cả việc ăn uống khoa học và luyện tập thể thao để cải thiện ngoại hình. Nhưng lại quảng cáo có cánh cộng thêm hiệu ứng từ người nổi tiếng, đai nịt bụng trở thành hot hơn bao giờ hết. Từ đây, rất nhiều chị em phụ nữ đã đổ xô mua để sử dụng với hy vọng sẽ cải thiện được ngoại hình. Thế nhưng, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Thật sự thì mình cũng đã từng trải qua cái sử dụng đai đệt bụng này rồi. Nhưng mà mình thấy lúc đầu á, thì khi mà mình xài thì nó không sao hết. Nhưng mà khoảng 2-3 phút á, thì nó hơi nóng và rát. Và nhưng mà mình cũng kiên trì mình sử dụng thử khoảng là 5 tháng. Nhưng mà có kết hợp vài bộ nữa, nhưng mà mình thấy nó không có được tác dụng mấy á. Mình có biết tính đai nịt bụng nhưng mà mình nghĩ nó sẽ không an toàn, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến ba sườn và các cơ quan trong cơ thể của mình. Tại mình thấy nó hay quảng cáo ở trên Facebook nhiều lắm. Thực tế, hiệu quả về tác dụng giảm cân của đai nịt bụng chưa hề được kiểm chứng bởi cơ quan y tế. Tất cả những đồn thổi về công dụng thần kỳ của chiếc đai này chỉ là những lời quảng bá từ những người bán này. Vậy thực chất chiếc đai nịt bụng được rao bán với công dụng thần kỳ kia có tác dụng giảm mỡ không? Chúng tôi tìm đến bác sĩ Trần Vũ Lan Hương, chuyên gia dinh dưỡng nội tiết, Viện Y Dược Học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh để tìm câu trả lời. Khi mà bạn đeo cái đó, nó có thể là nó làm cho bạn thầm bí cũng như ngứa cái vùng da đó và bạn bị dị ứng, bạn không chịu đeo nổi. Cái thứ hai nữa, những cái hậu quả trước mắt đó, là khi bạn đeo á thì bạn sẽ cảm thấy người rất là tức, khó chịu và bạn ăn không ngon, thì có một cái hậu quả mà cũng là cái điều mà bạn mong muốn là bạn sẽ giảm cân do bạn ăn kém. Cái nữa là bạn có biết đó, khi mà bạn siết cái vùng đó là bạn đồng thời siết luôn cái vùng dưới của lồng ngực, mà khi lồng ngực không thể nở ra đủ thì cái phổi không cung cấp đủ oxy cho cơ thể, như vậy bạn sẽ không khỏe được. Theo các chuyên gia, việc sử dụng đai nịt bụng lâu dài là việc rất có hại cho sức khỏe. Nguyên nhân là do áp lực của đai nịt bụng tác động lên bụng và dạ dày quá lớn, khiến cho những đồ ăn chứa trong dạ dày có nguy cơ trào ngược lên thực quản. Quấn đai nịt bụng trong một thời gian dài còn làm ảnh hưởng tới cấu trúc xương sườn, chúng sẽ siết chặt phổi, khiến thể tích khoang bụng cũng bị thu hẹp, gây khó khăn cho quá trình hô hấp. Người sử dụng đai sẽ có cảm giác khó thở, nhanh xuống sức. Thậm chí nhiều người nhịp thở không đều, dẫn đến thiếu oxy và có thể bị ngất khi vận động nhiều. Ngoài ra, việc sử dụng đai nịt bụng thực chất chỉ làm nóng tại chỗ, làm quá trình thoát mồ hôi nhanh hơn, nhưng không thể tiêu mỡ vùng bụng. Cái nữa là khi bạn đeo đai nhiều như vậy thì cái toàn bộ cái phần phía dưới của khung lồng ngực nó bị biến dạng theo, nó bị hẹp rồi nó bị dài theo cái hình dạng của bạn như vậy, thì phổi nó bị ảnh hưởng và toàn bộ các nội tạng sẽ bị sắp xếp vào một trật tự khác mà do bạn đeo cái đai. Thì như vậy cái gì mà bạn làm trái lại quy luật thì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ các hoạt động của cơ thể bạn. Sử dụng đai nịt bụng đẹp hơn chưa thấy, chỉ thấy tác hại khôn lường. Những tác dụng thần kỳ của đai nịt bụng là hậu quả từ những ảnh hưởng xấu của sức khỏe người dùng. Các chị em phụ nữ đừng vì một vòng eo thon gọn mà đặt niềm tin quá nhiều vào chiếc đai nịt bụng được quảng cáo với những lời có cánh này. Hậu quả để lại là ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Hãy tìm đến các chuyên gia, các phương pháp giảm mỡ, chế độ ăn kiêng hợp lý, vừa an toàn lại đảm bảo sức khỏe, tránh tiền mất tật mang.